Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Hôm nay là mình sẽ quay review lại anh chị nha. Tại vì cái thời điểm mà mình quay, mình đã từng quay 2 miếng đất ngay hồ luôn ha, hồ Giao Thông. Không biết là anh chị mình xem chắc là nhớ cái clip đó. Nhưng mà thời điểm mình quay là thứ nhất là đất mình á, đây là nguyên vườn bắp ha, nhìn nó không rõ ràng. Thì sau đó là bên phía người ta đã thu hoạch bắp xong sạch sẽ rồi đó. Nhìn thấy nó rõ ràng ha, nhìn đẹp, nhìn trống trải liền ha, đất rất là đẹp. Và thứ hai là đường đang mở rộng thêm nha. Tức là đường trước đó đường bê tông, cũng ô tô vào thoải mái đó, nhưng mà nó chưa có rộng lắm. Thì hiện tại là bên phía nhiều chủ đây ha, tức mà gọi là cùng nhau, những cư dân đây cùng nhau là người thì hiến đất, người thì hiến công sức, rồi người thì hiến vật chất để mà đổ ha, đang mở rộng, đang quy đổ thêm bê tông ra rìa ra nè chị ha. Xe múc đang làm nè. Đấy. Nói chung là rất là hoành tráng luôn. Và có cái lô đất giá giảm nữa đó. Nên đó lý do vì sao mình có mặt ở đây để mình quay review lại anh chị ha. Đó, cho nên chị nào mà đang có tầm tài chính mà vừa vừa phải ha, chỉ ngoài 1 tỷ đó, mà có một hectare đất vườn mà ngay hồ chị ha, hồ rất là đẹp đó. Thì anh chị mình hãy xem lại video mình ha, để mà chi tiết hơn. Này mình quay chung luôn 2 video luôn nha, tức là quay chung 20 đất luôn đó. Còn trước đó là mình quay từng miếng riêng, giờ là quay chung luôn. Đang làm đường nè. Rồi mình đang có mặt ở ngoài phía đầu đường ha, ngay hồ nè anh chị. Chị thấy cái hồ này quen không? Hai lần trước mình đi quay là toàn là mưa, đang mùa mưa mà. Còn hôm nay là đang nắng ha. Ra là nãy cũng mưa rồi đó, nhưng mà giờ đã nắng rồi. Nên là nhìn chị thấy không? Cảnh rất là đẹp luôn ha. Hướng này là hướng Tây nè chị, hướng mặt trời lặn nè. Thời điểm quay là thời điểm cũng 3 giờ mấy, gần 4 giờ rồi. Nhìn rất đẹp ha. Đây, đây khu đất mình nè chị ha. Ngay đối diện hồ luôn ha. Đường bê tông vào tới nơi. Thì mình xin nhắc lại thông tin vị trí ở khu này nha. Ở đây là thuộc xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Đi về thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ rơi vào tầm 75 đến 80 cây số. Đây là khu dân cư vậy ha. Mình cách trục đường chính, đường 765 á, là trục đường chính của huyện Cẩm Mỹ á, thì chỉ khoảng tầm đâu đó chừng hơn cây mấy thôi. Thật ra nếu mà tính đường chim bay á, đây nó nằm phía sau mình đó chị, nhưng mà đường này hiện tại chưa thông ha. Nên là mình sẽ phải đi ra đây. Từ đây mình đi khoảng tầm 200 m ra đường nhựa. Đường nhựa quẹo phải là hướng về Quảng Thành, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Ở đây mình giáp ranh với Bà Rịa Vũng Tàu ha. Còn rẽ trái là mình đi về hướng đường 765. Đường 765 thì mình có thể đi biển luôn ha, thì thẳng về hướng biển luôn. Đó. Thì đây. Hôm nay á, là mình quay lại review ở đây. Có 2 lô đất anh chị ha. Một lô có diện tích là 2 sào mà trực diện hồ luôn ha. 2 mặt tiền luôn, tức là một mặt tiền đường bê tông, nói chung 2 mặt đường đều là đường bê tông hết. Một mặt này đang đường mở rộng, còn mặt này nè là cái mặt trực diện nhìn hồ hẳn ra hồ luôn ha. Đó thì cái miếng 2 sào này á, là mình xin nhắc lại giá hồi điểm mình quay á, là vẫn giữ nguyên giá là 700 triệu một sào anh chị ha. 700 triệu một sào thì nhân cho 2 sào sẽ là 1,4 tỷ ha. Còn cái lô bên trong đây, tức là đây một lô 2 sào rồi cách một lô 2 sào nữa, mà cái lô 2 sào ở giữa là mình không biết là ai đang bán, nhưng mà hình như cũng đang có kêu bán đó. Thì cái gì thì mình sẽ cập nhật sau ha. Thì tiếp nữa là lô 4 sào, 4 sào mà để mà chung cái sân nhà nó vậy, tại do để đó là cổ chủ kia cắt ra nên là họ chưa có làm, chưa có rào riêng, nên là anh chị mình xem thì tưởng đâu là thấy nó lằng nhằng sao mà đất của mình nó lại chung cái cổng rào với người ta. Hiện nay là chủ họ đã rào riêng rồi ha, cho nên là ranh giới rõ ràng. Hồi đó là quy vườn bắp luôn, bây giờ là dẹp hết bắp rồi. Chị thấy đất nó rất bằng ha, đất rất là màu mỡ luôn đó. Bây giờ nhìn thấy nó rõ ràng hẳn rồi đúng không? Thì cái lô 4 sào kia á, thời điểm đó mình quay á, chính xác là 4 sào 350 ha. 4 sào 350 đó là có giá là 500 triệu một sào, nhưng bây giờ thì đã hạ xuống là 460 triệu một sào rồi. Chạy ra là mình nhân 460, mình nhân cho 2 sào 350 á, thì nó là khoảng tầm 2 tỷ ha, khoảng tầm 2 tỷ. Và cái giá này thì người ta đã bớt rồi, giảm rồi, nên là không còn thương lượng nhiều. Chỉ tầm nói chung là dưới 2 tỷ chút xíu là họ mới bán ha. Chứ còn mà cao quá là ấy là giảm ép nhiều quá là họ không bán. Tức là cái lô mà 4 xào đó là không thương lượng nhiều chị ha, chỉ bớt chút đỉnh thôi đó. Nhưng mà đặc biệt là cái lô 4 xào đó là xin nhắc lại là có 100 thổ cư ha, có 100 thổ cư rồi đó. Còn cái lô mặt hai mặt tiền này nè, đất dịch diện hồ á, là nó chưa thổ cư đây đó, nó sẽ tầm đây nè chị ha, tầm suối kia luôn ha. Tức là cái mặt tiền đường trực diện hồ này nè, quay mặt hướng tây nè, là hướng tây bắc ha, là nó được khoảng tầm 13 m ha, 13 m mặt tiền đường trực diện hồ. Còn lại là đây dài xuống khoảng tầm 80 m ha, đó, là mình sẽ có thêm 80 m mặt tiền đường này đó. Đó, ngay sát bên mình là chị nhớ không, là quyên của nhà vườn luôn ha. Đó, bên đó cũng chưa thổ cư đâu, nhưng mà họ làm quyên nhà vườn dạng như nhà tiền chế, nhìn rất là đẹp ha. Tức là tiền chế kiểu mới đó chị, mô hình nhà vườn ao cá rồi chuồng trại đẹp lắm đó. Đây vậy thấy không, cái chất đất đây rất là đẹp luôn ha. Đó, đường đang mở rộng nè. Đây, bây giờ mình đang vô đây đó, cái lô 2 xào này là đặc biệt là nó trực diện hồ và nó có hai mặt tiền ha. Đó, nhìn nó thoáng, cái hình dáng của nó giống như hình thang chị ha, như hình thang vậy đó chứ không có vuông đâu đó. Từ ngoài hồ đi vô khoảng tầm 30 m, tầm đây nè anh chị ha, tầm đâu đây nè đó. Hiện tại là khúc này chưa có cấp móc ha, đó, thì cũng sẽ cấp móc cho đó, cầm thẳng xuống dưới đó. Đó là 2 xào ha. Rồi tiếp tục nữa là 2 xào nữa, mà 2 xào này thì để mình sẽ tham khảo lại ha. Tức là nếu anh chị mình hết lớn luôn là mình sẽ mua hết luôn ha, mua hết của 3 chủ luôn đó. Tức là 2 xào với lại 4 xào là hơn 8 xào ha. Nếu mà mua hết luôn là hơn 8 xào là phải nói là đỉnh luôn á. Đấy. À hình như cái lô mà có móc rồi ha, cái lô mà 2 xào mà đang kêu bán hai mặt tiền á, là móc tới đây nè anh chị. Hồi nãy mình nhìn không thấy móc đấy. Đây. Thẳng xuống dưới luôn ha, là chỗ này từ đây nè, dài ra ngoài đường là 80 m ha. Đó. Còn từ đây mình thẳng vô đó là khoảng tầm 40 m nha anh chị. Đó. Rồi tiếp theo là con lô 2 xào này. Đó, 2 xào này thì cũng đang kêu bán mà biết bán giá nhiều rồi. Đặc biệt là lô 4 xào này ha, cái lô 4 xào này thì đây lô 4 xào này dài và đã cắm mốc rõ ràng rồi ha. Tại do là trước đó là nó dính với cái nhà này nè, ngày xưa là chung một chủ nên bây giờ là họ đã làm cắm ranh rõ ràng hết rồi ha. Đó, họ đập đi cái cổng rào luôn rồi đó. Đây thì cái lô 4 xào này nè anh chị, 4 xào 3 này nè, có 100 thổ cư này là đang kêu giá là 2 tỷ nè, tức là 460 triệu một xào á. Thì nó sẽ ôm hai mặt đường này nè, đường bê tông này nè, là được 34 m ha, dài xuống là khoảng hơn 140 m đó. Tại do là cạnh ngắn cạnh dài nên mình tính trung bình là hơn 140 m ha. Đó. Thì cái mặt tiền của mình đó là do nó cong ha, mặt tiền mình nó cong nên nó ăn gian được tới 34 m. Chứ thực ra nếu mình căng dây thẳng ra luôn á thì nó chỉ khoảng tầm 31 m thôi ha, 31 m thôi đó. Quay mặt sang hướng này là hướng bắc gì ha, hướng bắc đó, đất đỏ là đẹp ha đó. Và thẳng xuống ha, hai bên đều có cắm móc hết rồi ha, bên kia là có gà cắm gai luôn, thẳng xuống dưới luôn ha đó. Lô này là có 100 thổ cư và tức là sao, tức là mỗi lô, cái 2 lô này á, là mỗi lô có một cái lợi thế riêng. Tức lô này thì nó rộng hơn, nó rẻ hơn, tính theo xào nó rẻ hơn ha, tính ra 460 một xào là rẻ, mà lại có thổ cư sẵn nữa. Nhưng mà nó không bằng hàng kia á. Ồ, có trồng dừa luôn nè trồng dừa luôn. Tức là ở ngoài kia thì trực diện hồ luôn ha, còn ở đây thì tính ra là cách hồ khoảng tầm hơn 100 m ha, khoảng tầm 100 m thì nó lại không có được cái view hồ ha. Nhưng mà ra đó anh chị nếu mà xây cái nhà mà có cái gác sàn lên đó, đó là mình nhìn thấy hồ luôn ha, đó, nhìn thấy view hồ luôn đó. Còn dĩ nhiên là ở ngoài trực diện hồ thì xây cấp 4 cũng thấy hồ rồi đó, nên là tiền nạc của đó thôi. Tức là anh chị mình thích view hồ đó thì mình sẽ mua ở ngoài ha. Tại ở ngoài thậm chí là anh chị phải kinh doanh được luôn nha, tại ở ngoài là ngay cái cầu cái giải trí ha, ngay cầu cái giải trí nên mà phải kinh doanh được. Còn trong đây thì chỉ để ở thôi ha, để ở thôi, hoặc là anh chị mình làm cái mô hình homestay hay gì đó, đó. Cũng có vài cây mít nè, điện đài tới nơi rồi ha. Đây điện internet wifi là có hết rồi nha anh chị ha. Đó, đây cái nhà chú cổ mà ngày xưa nè, đã đập là cái sân này nè. Rồi, bây giờ ranh giới rõ ràng hết rồi ha. Đấy. Rồi thì mình xin phép kết thúc video chị ha. Có gì mình sẽ để hai đường link video của hai miếng riêng biệt để anh chị mình xem cho rõ ràng hơn ha. Tại vì cái video này mình quay chung, mình quay review lại cho nên là nó sẽ không chi tiết đâu. Thì đường xá rồi vị trí quy hoạch thì chắc đường xá mình khỏi quay đâu, mình chỉ quay live cam thôi, mình chỉ quay live cam lại thôi. Tại đường xá là cái chỗ này mình quay 2-3 lần rồi. Đó, nên là anh chị mình chịu khó xem lại clip sau ha. Cái clip mà clip trước đó đó mình quay hai cái miếng riêng ra đó. Còn bây giờ là mình chỉ quay lại là quay live cam nè, quay sổ, quay quy hoạch. Đây. Xem này. Đó. Mình xin nhắc lại là lô 2 sào ngoài kia là đang kêu giá là 700 triệu một sào, tức là 1 tỷ 4. Có thương lượng. Còn cái lô này đây là 4 sào 3, kêu là 460 triệu một sào. Có thương lượng nhưng mà chỉ bất lọc thôi. Lô này thì có 100 thổ cư. Chị mình thích đất rộng mà có thổ cư sẵn, mà đường cũng đường bê tông ha, mà đường bê tông đang mới rộng nữa thì mua lô này nè. Theo mình thấy thì mình thích lô này hơn. Mặc dù nó không trực diện hồ nhưng mà nó cũng gần ngay hồ, cho nên là nó cũng mát mẻ nè, thoải mái nè, mà cũng phù hợp cho câu cá ha. Ở câu cá. Rồi bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem flycam nha. Rồi đây mình vẽ tổng thể 3 khu đất đang kêu bán ha. Cái miếng ở giữa, 2 sào giữa mình gạch chéo màu vàng á, là cái miếng mình không có biết giá, nhưng mà cái miếng đó là chắc chắn là rẻ hơn hai miếng kia nha anh chị. Còn miếng sào 3, 4 sào 3 này là lớn nhất nên là nhiều tiền nhất, nhưng mà tính theo sào thì nó rẻ nhất, mà có 100 thổ cư nữa. Còn miếng mà miếng 2 sào mà đối diện hồ đây thì là cái miếng gọi là cái vị trí đẹp nhất ha, góc 2 mặt tiền và nhìn thẳng ra hồ luôn. Đây. Sát bên mình là một cái nhà vườn ha, sát bên mình là khu nhà vườn của mọi người ở anh chị ở thành phố, cuối tuần nào cũng về hết. Đây đường đi ra ngoài đường chính thì cũng hai bên dân cư nè, ở trước mặt anh chị có đường nhựa ha. Ra đường nhựa đó quẹo phải là hướng đi về Bà Rịa Vũng Tàu. Còn rẽ trái đây. Đó, anh chị thấy cái đường mà hai bên đường nhà cửa nhiều đó là đường trục tỉnh, đường tỉnh 65 ha. Là đường liên tỉnh, là đường lớn nhất ở khu vực này. Đối bên kia đường 765 chính là hồ ha. Đó, hồ Sông Rây đó chị thấy không, hồ rất là lớn luôn. Ra ngoài đường 765 thì đầy đủ hết tiện ích nha anh chị. Đó, chợ búa, trung tâm, trường học, nhà thờ. Rồi đây mình đang quay lại khu đất mình nè anh chị. Đó, đã làm lại mặt bằng hết chị thấy không, đó là bắp không mà giờ nhìn nó rõ ràng hết rồi. Đường bê tông thì đang mở rộng ha, để nhìn trên cao đất đỏ rất là đẹp luôn, đất màu mỡ, nước non. Đó, hồ nè chị. Hồ thì không lớn nhưng mà nó dễ thương ha, mát. Đó. Mình đánh giá rất là cao cái vị trí đây nha anh chị. Đó. Giá thì thật sự là đã rất hợp lý rồi. Đó. Dân cư bao quanh nè, mà cảnh thiên nhiên nè. Nói chung là phù hợp cho anh chị thích làm nhà vườn ha. Đặc biệt là thích rộng thì mình mua miếng 4 sào 3. Đó, miếng này nè, giáp với cái nhà này nè. Đó. Còn nếu có điều kiện thì mua hết 8 sào luôn, 3 miếng đó anh chị, là tuyệt vời. Thì ở cái video này thì mình thôi chắc là khỏi cần phải xem sổ lại ha. Tại vì ở hai cái miếng đất này á, là ở hai cái video mình đều quay rõ chi tiết sổ rồi. Thì anh chị mình nếu mà muốn xem sổ thì mình bấm vô phần mô tả ha. Bấm vô phần mô tả thì mình sẽ để cái đường link chi tiết của hai video này. Anh chị có thể xem chi tiết hơn từng miếng đất ha. Và xem sổ luôn hai miếng này. Còn bây giờ thì mình mời anh chị xem lại cái phần quy hoạch. Thì xem thật ra là xem cái quy hoạch này thì cũng hình dung được cái sổ rồi ha. Đây. Đây là cái miếng 2 sào mà giáp với hồ này chị nha. Đó. Hai mặt tiền hiện rõ luôn ha. Đó. Đây. Đây là từng thông số nè chị thấy không. Mặt tiền bên hông được gần 80 m ha. Còn mặt tiền này là được khoảng 13 ha, 13,5 m. Đó. Rồi cái miếng 4 sào 350 nè anh chị. Đây miếng này 2000, đúng 2000 m² luôn, còn miếng này 4350 m² nè, miếng này thì dài ha. Miếng này mặt tiền không có nhiều, mà nó dài và nó có sẵn 100 thổ cư ha. Đó. Và đây kèm theo cái miếng 2 sào này cũng đang kêu bán luôn ha. Đó, anh chị mà thích mà đất quy đất rộng luôn á, là tổng cộng là tính ra là hơn 8 sào luôn ha. Tổng mà 3 miếng này gộp lại là hơn 8 sào, là mình có làm một trang trại nhà vườn giáp hồ, view hồ đó đẹp rồi ha. Đó, mặt tiền nhiều nè. Để thì hai cái miếng 2 sào này thì không thổ cư ha. Đó. Miếng này thì có thổ cư. Miếng này thì 4 sào đang giảm giá ha, còn miếng này vẫn giữ nguyên giá là 700 triệu một sào. Đó. Rồi anh chị Vậy là anh chị hình dung được tổng cộng là 20 đất của mình ha, thêm miếng giữa nữa đó. Còn sổ của miếng 2 sào view hồ và miếng 4 sào 3 này thì anh chị mình bấm vô phần mô tả để xem cho rõ hơn ha, có sổ rõ ràng hết rồi. Sổ là công chứng liền tay luôn nha, sổ sẵn. Và cuối cùng thì mình sẽ nói lại về cái vị trí ha, cái vị trí của 20 đất này trên bản đồ vệ tinh để anh chị mình dễ dàng hình dung. Đó, nó rất là gần cái đường trục đường chính 765 ha, ngay hồ. Đó. Ra đây thì có chợ, búa, trường học, y ban, giáo sứ đầy đủ hết luôn ha. Đó, nên là tiện ích của khu này thì cũng đầy đủ. Đó. Dân cư thổ nhưỡng anh chị xem trên livecam thì thấy rõ rồi ha. Đất thì đẹp, nói chung thật sự là mình đánh giá rất là cao cái khu đất ở đây ha, tại vì cái vị trí quá đẹp, đất đai màu mỡ. Nếu mà làm khu vườn nghỉ dưỡng thì tuyệt vời rồi. Và đặc biệt thì sát bên mình thì cũng có một cái khu nhà vườn mà nó quay rồi đó. Sát bên mình luôn là cũng thành phố, họ là cái mô hình nhà vườn rất là đẹp luôn ha. Bên họ không thổ cư nhưng mà họ làm cái dạng nhà tiền lắp ghép cũng rất là đẹp ha. Làm mô hình nhà vườn, ao cá rồi thả gà, trồng rau rất là đẹp luôn đó. Giá thì thật sự mình thấy là phù hợp ha. Bây giờ mình quay thì có những miếng đất là nó giá là 300, 400 cũng rẻ hơn đó, nhưng mà đa số là đường đất hoặc là không có đường luôn, đường chung. Còn này thì đường là đường hiển thị rõ. Thứ nhất là đường hiển thị rõ mà đường bê tông rộng luôn ha, và đang được mở rộng nữa, đang được cải tạo nữa ha. Đất thì màu mỡ và cái quan trọng là nó ngay hồ luôn. Đặc biệt là cái miếng mà đối diện hồ ha, cái vị trí rất là đẹp nên là cái giá này thì nó cũng phù hợp. Nhỉnh hơn một chút nhưng mà nói chung là tiền nào của đó thôi. Anh chị ít tiền thì mình mua mấy cái miếng mà rẻ rẻ mình quay rồi đó. Còn nếu mà khá hơn chút đỉnh thì mình mua mấy miếng này thì nó sẽ đẹp hơn nhiều ha. Đó. Rồi thì anh chị mà quan tâm thì cứ alo mình ha. Thật sự là cái thời điểm mình quay á vẫn chưa xong đâu. Sau khi mình quay thì mấy bữa nữa thì cũng đã bên cái phía chủ của mấy khu đất bên đó đó, họ cũng đang gọi là cải tạo thêm cho nó đẹp khu đó. Đó, anh chị mình nếu mà tới thăm nữa thì chắc chắn là sẽ thấy nó đẹp hơn nữa nha. Rồi mình xin phép kết thúc video rồi nha. Anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho mình để được hỗ trợ đi xem đất cũng như là gặp chủ mình đàm phán giá. Mình xin phép kết thúc video. Cảm ơn anh chị đã xem hết video này ha.